Xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý buổi chiều ngày hôm nay đã có mặt tại Tư Gia Nhà Trai mừng lễ tân hôn chú rể Văn Tài cô dâu Hoài Ngọc. Và hồng phấn sẽ được thay mặt cho anh em trong ban nhạc cũng như là Tư Gia Nhà Trai cùng toàn thể anh em dịch vụ nấu ăn Hồng Tho, ban nhạc Thanh Hiếu xin được gửi đến toàn thể quý vị cũng như là quan viên hay họ lời kính chúc sức khỏe và một lời chào mừng trân trọng nhất. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, từ xa xưa thì tình yêu là điều tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Tình yêu là một câu chuyện rất dài, mang thật nhiều cung bậc cảm xúc và sắc thái biểu cảm khác nhau, nhưng đều có chung mục đích đến, đó là hai con tim hòa cùng nhịp đập, nguyện mãi bên nhau như chim liền cánh và như cây liền cành. Em còn son, anh cũng còn son, ước gì đôi ta được về làm con một nhà, để được cùng chung ông, chung bà và chung cha, chung mẹ. Vâng, và ngày hôm nay thì được sự cho phép của nhà tác hợp của hai bên gia đình, mình chọn ngày 1 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Dần, là ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ thành hôn cho cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ, Hồng Phấn xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía cổng hoa, để cùng chào đón cặp đôi uyên ương đẹp nhất, dễ thương nhất và hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Sẽ cùng tiến về để đại hạnh phúc để cùng ra mắt toàn thể quý vị. Và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón chú rể Văn Tài cô dâu Hoài Ngọc. Và nghi thức tuyên bố lý do ngày hôm nay thì chỉ sự thiêng liêng và tràn đầy ý nghĩa khi có sự góp mặt rất là đông đủ của toàn thể quý vị cũng như là quan viên hai họ. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao dành cho gia đình. Cây có cội mới nảy chồi xanh lá, nước có nguồn mới có biển cả sông sâu. Mỗi con người chúng ta được sinh ra từ đâu chính là từ cha từ mẹ của mình. Và ngay bây giờ thì một lần nữa Hồng Phấn xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chào đón sự xuất hiện từ phía đại diện chủ hôn hai bên. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Nhân, bà Nguyễn Thị Im, ngụ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, là song thân tuyệt vời của chú rể Văn Tài sẽ tiến về sân khấu ngày hôm nay để cùng ra mắt toàn thể quý vị. Và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón họ nhà trai. Nói gì hơn, xin được gửi đến toàn thể quý vị một lễ cúi đầu chào trân trọng nha. Dạ vâng, và nuôi con bao năm khôn lớn vất vả thì chị mong sao cho con mình có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Trước khi đến với nghi thức kính rượu thì Hồng Phấn sẽ được đại diện cho hai bên thông gia một lần nữa sẽ được gửi lời cảm ơn tri ân đến toàn thể quý vị ngày hôm nay đã nhất chút thời gian quý báu đến đây chung vui cùng với gia đình. Và trong lúc chiêu đãi tiệc có được chi sơ sót thì mong toàn thể quý vị vui lòng mà bỏ qua cho, và xin được chúc cho toàn thể quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng và tràn đầy niềm vui. Kính thưa quý vị, công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ hay như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Biển rộng mênh mông thì không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính con cha. Cô dâu và chú rể có được niềm vui, niềm hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay thì không thể nào quên đi công ơn dành cho những bậc sinh thành. Và trước khi đến với nghi thức khai rượu trong banh, xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng lên ba mẹ mình những ly rượu hiếu đạo ngày hôm nay. Và hai ly rượu hiếu kính đầu tiên xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng lên về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai.
mời đại diện hai bên thông gia mình tiến lên một bước chạm ly bắt tay với nhau để nổi lên ngày hôm nay hai gia đình đã là một. Quý vị ơi, mình có bia, mình ăn bia, có nước ngọt, mình ăn nước ngọt hô thật to 1, 2, 3 cùng MC có được không ạ? 1, 2, 3, go! Xin được cảm ơn hai bên tham gia rất là nhiều. Thực hiện nghi thức khai rượu champagne. Này người yêu ơi, anh xin yêu mãi em. Mình chọn con tim, anh xin dâng cho người. Một cánh hoa anh mang trao đến em, là anh đó sẽ không ngoài ai khác. Chào em cô yêu, chào em cô yêu mong. Ngày ngại ngân chỉ không cho anh nắm tay, mình cùng dòng chảy ta đi trên con đường. Mà trong tim em bao lâu ước mơ, đầy hoa thắm với thiên đường hạnh phúc. Ta đi trong chưa mai lặng thinh cho tim em u sầu, chưa có hoài nghi anh yêu em thật lòng. Dù phong ba ta cùng đi qua, cùng đi tới những chân trời mơ ước. Hãy nói một câu anh yêu em thật lòng, hãy hứa một câu em yêu anh trọn đời. Dù mai sau ôi đời ra sao, mình yêu mãi mãi hoài em nhé. Và mình mãi bên nhau. Này người yêu ơi, anh xin yêu mãi em. Mình chọn con tim, anh xin dâng cho người. Một cánh hoa anh mang trao đến em, là anh đó sẽ không ngoài ai khác. Chào em cô yêu, chào em cô yêu mong. Ngày ngại ngân chỉ không cho anh nắm tay, mình cùng dòng chảy ta đi trên con đường. Mà trong tim em bao lâu ước mơ, đầy hoa thắm với thiên đường hạnh phúc. Ta đi trong hạnh phúc. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu chú rể thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin nhấp cạn để say suốt đời. Và xin được cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Mời cô dâu chú rể tiến về phía bánh kem thực hiện nghi thức cắt bánh tình yêu. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Những yêu thương nồng say, miếng trầu thì nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ.
xin được cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Xin được mời cô dâu chú rể tiến về giữa sân khấu. Vâng, và trước khi gửi cha cô dâu và chú rể trở về với bàn tiệc ngày hôm nay, thì để đánh dấu ngày vui, một ngày trọng đại khó có thể quên trong cuộc đời, thì ngoài những món quà là tình cảm và nữ trang mà chú rể dành tặng cho cô dâu, thì ngày hôm nay chú rể có soạn sẵn một món quà rất là đặc biệt. Vâng, một nụ hôn tình yêu. Quý vị ơi, mình cho một tràng pháo tay thật lớn có được không ạ? À, cho MC hỏi nhỏ, trước giờ chú rể có từng hôn cô dâu trước đám đông lần nào chưa? Dạ chưa. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì trước mặt quần viên hay họ thì chú rể sẽ dành tặng cho cô dâu một nụ hôn tình yêu thật là ngọt ngào. Vâng, và ngay bây giờ thì MC đếm 1, 2, 3 thì quý vị ơi, mình đang biết lên nào. 1, 2, 3. Không đẹp trai như hot boy em đang từng mơ. Anh không già trắng giống như bao ngôi sao hàng của. Anh không thầm mỹ đánh mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Anh sơ mi quần xinh xắn đơn như bao người thôi. Anh không giàu sang như thiếu gia khi xài tiền đô. Anh không hào nhoáng những thứ xa hoa trong cuộc sống. Anh không thịt vào bà ngắm hot girl xinh tươi hàng đêm. Anh chỉ yêu con gái dễ thương hiền lành mà thôi. Được, cảm ơn rất nhiều. Và phấn sẽ được thay bạn đêm ban nhạc cũng như là toàn thể quý vị. Một lần nữa xin gửi lời chúc đến cho đôi thông gia thì có được dâu hiền rể thảo. Chúc cô dâu và chú rể được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phụ thê. Và ngay bây giờ xin được gửi trả cô dâu chú rể trở về với bằng tiền của cuộc chiêu đãi toàn thể quý vị khách quý.